chuỗi cửa hàng sushi băng chuyền Kappa Sushi bị cảnh sát thủ đô khám xét trụ sở của nhà điều hành cửa hàng vì nghi ngờ có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Chuỗi cửa hàng sushi băng chuyền Kappa Sushi có thể xem là chuỗi sushi hàng đầu của Nhật Bản, mới đây đã bị cảnh sát thủ đô MPD khám xét trụ sở của nhà điều hành cửa hàng vì nghi ngờ chủ nhà hàng đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Koki Tanabe, chủ tịch công ty Kappa Create có trụ sở tại Yokohama, bị nghi ngờ đã lấy dữ liệu bán hàng của công ty Hamasushi có trụ sở tại Tokyo, nơi ông trước đây là giám đốc, từ một đồng nghiệp cũ tại công ty đối thủ. FPD đã tiến hành khám xét vào ngày 28 tháng 6 do nghi ngờ rằng việc thu thập thông tin vi phạm đạo luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản. Được biết, Hamasushi đã đệ đơn kiện Tanabe vì nghi ngờ vi phạm pháp luật, trong đó nói rằng vào một vài dịp giữa tháng 11 năm ngoái, khi Tanabe trở thành cố vấn vào giữa tháng 12, cá nhân anh ấy đã nhận được dữ liệu bán hàng Hamasushi hàng ngày và các thông tin khác từ một đồng nghiệp cũ trong vài lần. Công ty cho biết họ sẽ hợp tác toàn diện với cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh những hình phạt đối với những người liên quan dựa trên sự phát triển của cuộc điều tra.